Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 6 tháng 5 và là ngày thứ tư và thường đang ở Cali thì hôm qua Thuận bận công việc ở công ty cho nên không có thời gian để mà chia sẻ video với các bạn nhưng mà nào mà theo dõi Thuận ở trên Facebook, trên Twitter và Telegram thì Thuận đã thông báo trên những cái mạng xã hội nhưng mà nào mà chưa theo dõi Thuận trên cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi cái link nào mà phía dưới video này tại vì các bạn theo dõi thì các bạn sẽ nhận được những cái tin tức mới nhất từ Thuận Capital và hôm nay chúng ta lại sẽ trở lại và trước hết chúng ta cũng như thường lệ sẽ nói về cập nhật tình hình của thị trường tài chính là như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói riêng về một vấn đề đó chính là với cái sự tăng trưởng của chứng khoán trong thời gian gần đây thì dựa vào những cái tài liệu của những cuộc khủng hoảng trước đây thì chứng khoán có cơ hội đi xuống nữa hay là không? Và kế tiếp thường có một cái vấn đề thường muốn cập nhật các bạn mà có thể ảnh hưởng đến kênh đó chính là cái vấn đề liên quan tới YouTube Shadow ban cho những cái video nào mà nói về Bitcoin. Và cuối cùng, chúng ta sẽ nói tới một cuộc phỏng vấn của tỷ phú Mike Novirath về Bitcoin ở trên đài CNBC. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước hết chúng ta hãy nói về tình hình thị trường tài chính thì các bạn thấy là ngày hôm nay ở Hoa Kỳ thì chỉ số Dow Jones đã xuống 0,91%, chỉ số S&P 500 đã xuống 0,7% và chỉ số Nasdaq ngày hôm nay lên 0,51% và có sự khác biệt giữa Dow Jones và S&P 500 với lại Nasdaq là cái chỉ số Nasdaq này là chỉ số có rất nhiều những công ty công nghệ ở trong đó cho nên hôm nay chỉ số Nasdaq tăng lên có nghĩa là nhiều công ty công nghệ có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay về mặt giá của cổ phiếu và chúng ta nhìn vào thị trường châu Á bây giờ thì như thế nào các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào châu Á thì chỉ số Nikkei ngày hôm nay đi xuống nhưng mà không có nhiều 0,16% chỉ số Shanghai của Thượng Hải thì hầu như là không có thay đổi ở cái điểm bây giờ so với cái điểm ngày hôm qua và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông các bạn thấy là xuống 0,45% và ngày mai thì như thế nào các bạn thấy được là các cái hợp đồng tương lai của các chỉ số của Hoa Kỳ như là Dow Future thì các bạn thấy là đang tăng 0,49%. S&P 500 Futures thì các bạn thấy là tăng 0,53% và Nasdaq Futures là tăng 0,71%. Còn khi chúng ta nói về những thị trường khác như là chúng ta nói về vàng thì các bạn thấy được là vàng bây giờ là tăng cũng không có nhiều 0,33% nhưng mà vẫn cái mức là 1.694 đô la cho một ounce vàng. So với cái mức trung bình chúng ta thấy trong vòng mấy tuần qua khoảng chừng là 1.700 đô cho một ounce vàng thì chúng ta vẫn xoay quanh cái mức đó và khi chúng ta nhìn vào cái giá dầu thì các bạn thấy được là dầu là một trong những cái thị trường mà có cái sự tăng trưởng trong thời gian 2-3 ngày qua nhất là các bạn thấy được là cái hợp đồng tương lai của dầu tháng 6 này bây giờ đợi cái mức là 24 đô 9 cent cách đây chỉ có một tuần các bạn phải nên nhớ là có đợt mà cái hợp đồng tương lai của dầu tháng 6 đã đi xuống tới còn có 10 đô la và đương nhiên Bây giờ thì nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là hợp đồng tương lai của tháng 5 của WTI Crew Oil thì đã kết thúc với cái số âm. Thì một trong những điều mà được nói tới ngày hôm qua liên quan tới là tại sao mà hợp đồng tương lai của dầu lại tăng đó chính là việc liên quan tới là Hoa Kỳ bây giờ đã từ từ mở cửa lại. Các bạn thấy được là Hoa Kỳ thì rất là lớn. Thì hiện bây giờ là có 50 tiểu bang nhưng mà không phải tiểu bang nào cũng đã mở cửa. Các bạn thấy là mỗi tiểu bang thì đều có cái kế hoạch mở cửa riêng. Và khi mà mở cửa thì mở cửa theo nhiều giai đoạn chứ không phải là bất cứ những cái công ty nào những cái tiệm nào cũng mở cửa cùng một lúc thì các bạn thấy điều này cũng đủ để mà làm cho nhiều nhà đầu tư có cái sự lạc quan hơn về cái giá dầu tại vì một trong những cái nguồn tiêu thụ dầu lớn đó chính là nguồn tiêu thụ dầu từ người dân ở hoa kỳ có nghĩa là người dân người ta bắt đầu là đi lại thì sẽ sử dụng rất nhiều xăng thì các bạn thấy được là chẩn đoán thì cái số lượng xăng cái nguồn cầu đó ở Hoa Kỳ là chiếm cái tỷ lệ phần trăm là gần như là 10% của tất cả dầu sử dụng trên thế giới hàng ngày và các bạn cũng đã nhớ là cái việc liên quan tới là cái khối sản xuất dầu OPEC Plus thì khi mà họ cắt là 9,7 triệu thùng dầu mỗi một ngày có nghĩa là khoảng chừng là 10% cái số lượng dầu được sản xuất mỗi ngày cắt bắt đầu là đã từ ngày 1 tới tháng 5 thì nhiều người cho là cắt cái số lượng dầu đó vẫn không đủ nhưng mà bây giờ các bạn thấy là nếu như mà mở cửa lại và người dân Hoa Kỳ là tiếp tục sử dụng rất nhiều xăng, tiêu thụ rất nhiều dầu. Và nếu như ước tính đó là đúng là cái số lượng dầu mà được tiêu thụ hàng ngày của người dân Hoa Kỳ là khoảng 10% của số lượng dầu trên thế giới được tiêu thụ. Tuy nhiên là các bạn thấy là trong cái thời kỳ mà đóng cửa, không hoạt động thì vẫn có người đi làm. Thường cũng đã từng nói với các bạn là không phải ai cũng ở nhà, nhiều công ty, nhiều ngành nghề các bạn vẫn phải đi làm. Cho nên cái nguồn tiêu thụ dầu không phải là từ 10%, mà xuống còn 0%, cái nguồn tiêu thụ dầu của người dân khi mà họ đổ xăng thì giảm từ 10% chẩn đoán là xuống còn phần nửa, nghĩa là còn 5%. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm 5% cái số lượng người là bắt đầu là đổ xăng đi lại. Và nhiều nhà đầu tư bây giờ thì rất lạc quan về cái giá vàng tại vì họ nghĩ là 5% tiêu thụ đó cộng với lại cái số lượng cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu mỗi một ngày thì sẽ đủ để mà hỗ trợ cái giá dầu cho nên bây giờ giá đã đi trở lại cái mức là 24 đô và 5 sen. Tuy nhiên giá dầu tương lai như thế nào thì mình nghĩ là một cái yếu tố rất là quan trọng đó chính là cái đợt mở cửa lại này dịch bệnh có bùng nổ nữa hay là không. Có nghĩa là mở cửa này có bao giờ lại bị đóng cửa một lần nữa khiến cho giá dầu sụp xuống. Đó là điều mà không ai biết chắc chắn được nhưng mình thường hy vọng là chúng ta không có cái sự tái lại của dịch bệnh ở Hoa Kỳ cũng như là ở các nơi trên thế giới. Thì điều kế tiếp tôi muốn nói với các bạn thì các bạn cũng đã biết là trong cái thời gian khoảng chừng là vài tuần qua chúng ta đã nói tới rất nhiều về việc là các bạn thấy là bây giờ thì nền kinh tế ở đâu cũng không được ổn nhưng một điều mà các bạn thấy đã tăng lên rất là nhiều, hồi phục lại rất là nhanh đó chính là liên quan tới là các thị trường cổ phiếu. Các bạn thấy được là cổ phiếu của Hoa Kỳ đã tăng lên rất là nhiều trong thời gian 2 3 tuần qua, trong khi mà chúng ta thấy được là thị trường bây giờ rất là bất ổn. Hàng ngày thì chúng ta vẫn thấy là có rất nhiều người thất nghiệp. Các bạn thấy là cái tài liệu mới nhất chúng ta nhận được là thất nghiệp đã lên tới 30 triệu người. Trong đó chúng ta vẫn còn tiếp tục nghe rất nhiều những tài liệu liên quan tới nhiều công ty bây giờ là vẫn đang trong cái bờ vực bị phá sản. Nhưng mà cổ phiếu lại tăng lên khiến cho nhiều người cho là cái sự kết nối giữa thị trường cổ phiếu và kinh tế thật sự. Cái kết nối đó đã rất là lỏng lẻo và đã có rất nhiều người nổi tiếng nói về vấn đề này và hôm nay chúng ta lại nghe nói tới vấn đề này được trình bày bởi công ty đầu tư Morgan Stanley. Thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là điều mà những nhà đầu tư bây giờ đang làm theo Morgan Stanley đó chính là các nhà đầu tư đang FOMO vào trong thị trường cổ phiếu. Thì cái sự FOMO này có đúng hay là không? Mọi người bây giờ thì hầu như là rất là lạc quan là thị trường đi xuống mạnh nhưng mà lại sẽ đi lên mạnh, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng mà câu hỏi bây giờ là mọi chuyện có thật sự là trở lại như cũ hay là không chúng ta không nói tới những cái ngành nghề mà chúng ta đã biết những ngành nghề mà bị ảnh hưởng nặng mà chúng ta đã biết như là chúng ta nói đến ngành du lịch các bạn cũng đã biết là Warren Buffett của Berkshire Hathaway cuối tuần qua đã thông báo là Berkshire Hathaway đã bán hết tất cả cổ phiếu liên quan tới hãng hàng không hay là chúng ta nói tới là những cái công ty như là Airbnb nhưng mà nào mà đã từng sử dụng Airbnb thì cũng đã biết đây là một cái công ty giống như là các bạn có nhà hay là các bạn có phòng dư các bạn muốn cho mướn thì các bạn có thể lên trên airbnb các bạn tự đăng nhà các bạn hay là phòng các bạn để cho người khác tới mướn thì thông qua airbnb thì người ta đi du lịch người ta có thể là mướn phòng các bạn mướn nhà của các bạn thì các bạn sẽ được trả một phần và công ty airbnb sẽ được nhận một phần cũng tương tự như là các bạn có xe mà các bạn muốn lái uber hay là lái grab thì các bạn thấy là công ty đó cho các bạn một cái nền tảng để các bạn có thể là đón người nhưng mà cái phí thì phải chia với lại công ty và cái người lái xe thì airbnb cũng có ý nghĩa tương tự nhưng mà là các bạn cho mướn phòng hay là cho mướn nhà thì mọi người sẽ mướn phòng hay là nhà mà không cần phải mướn ở khách sạn tại vì giá nó sẽ tốt hơn và có thể là tiện nghi hơn nhưng mà bây giờ là những người mà trong cái thời gian mấy năm qua khi mà cái thị trường tăng trưởng mạnh người ta đi du lịch nhiều thì nhiều người đã mua rất nhiều những cái chung cư hay là nhà để mà cho mướn airbnb để mà kiếm sống nhưng mà tình hình bây giờ không ai đi du lịch không ai dám mướn những cái nhà của Airbnb thì mình thấy được là những cái chủ nhà đó những người mà cho mướn phòng cho mướn nhà đã bị lỗ rất là nặng không những như vậy mà nhiều người mượn tiền ngân hàng để mà mua cho nên các bạn thấy được là bây giờ nhiều người đang gặp tình hình rất là xấu tại vì bây giờ không ai mướn những cái Airbnb đó mà họ vẫn phải trả tiền ngân hàng đó cũng là một cái ngành mà đang bị thiệt hại rất là nặng và bắt đầu từ cái đại dịch này như các bạn cũng đã nhớ là những cái video đầu tiên về đại dịch thường cũng đã trình bày với các bạn Là chúng ta đương nhiên là không thể phủ nhận là cái sự ảnh hưởng liên quan tới y tế, liên quan tới nhân mạng sẽ là rất lớn Nhưng một điều mà thường nghĩ là có cái sự ảnh hưởng lâu dài hơn, có thể là còn lớn hơn So với mặt y học, đó chính là cái sự ảnh hưởng liên quan tới ngành tài chính Các bạn thấy là trong thời gian gần đây khi mà các bạn đọc những cái tin tức Thì phần lớn các bạn thấy là những tin tức liên quan về mặt y học của dịch bệnh ngày lại càng ít đi nhưng mà càng ngày lại càng nhiều tin tức hơn liên quan tới là nơi nào mở cửa cho người ta làm ăn trở lại nền kinh tế như thế nào cổ phiếu ra sao các bạn thấy là càng ngày lại càng nhiều tin tức liên quan tới cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh này đến nền kinh tế như thế nào và các bạn thấy là chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn khác có nghĩa là sau cái giai đoạn mà dịch bệnh lan tỏa, mọi người đều chú tâm tới là lan tỏa như thế nào, mỗi ngày là bao nhiêu người bị thiệt mạng và chúng ta có những biện pháp gì về mặt cái y học. Bây giờ chúng ta đã từ từ chuyển đến một cái giai đoạn khác. Chúng ta đã nói nhiều hơn về nền kinh tế và công ty nào là có khả năng phá sản, công ty nào là đang sa thải nhân viên. Cho nên cái tương lai của chứng khoán, tương lai của thị trường tài chính như thế nào thực sự là không ai có thể nói rõ được. Bây giờ có rất nhiều điều chúng ta chưa có biết, có rất nhiều những cái ngành mà sẽ bị thay đổi mãi mãi mà chúng ta chưa biết được là cái sự thay đổi đó sẽ ra sao. Nhưng mà đứng trước cái sự mà nhiều người chưa có biết được tương lai ra sao nhưng mà vẫn phô mô vào thị trường chứng khoán đó là một điều rất là đáng lo ngại. Và khi mà chúng ta nói tới chứng khoán bây giờ thì tuy là đã có cái sự tăng trưởng sau khi mà xuống mạnh nhưng mà có phải là sẽ không còn đợt xuống nữa hay là không? Các bạn thấy được là khi chúng ta so sánh cái đợt đi xuống kỳ này năm 2020 so với lại những cái đợt mà khủng hoảng tài chính trước đây Các bạn thấy trên màn hình đây là một cái biểu đồ Biểu đồ này các bạn thấy là màu đen đó chính là cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929 cái màu tím là khủng hoảng tài chính năm 1987 nhiều người gọi là Black Monday là thứ hai đen màu xanh các bạn thấy đó chính là năm 2008 và năm 2020 bây giờ đó chính là cái đường màu vàng này một cái khủng hoảng tài chính trong thời gian gần đây mà không có mặt ở trên cái biểu đồ này đó chính là khủng hoảng tài chính năm 2000, bóng com thì tại sao mà họ không có để bong bóng com vào trong cái biểu đồ này? Thì nghĩa là một trong những lý do là tại vì cái ảnh hưởng của cái đợt khủng hoảng đó là phần lớn là xây quanh những cái chứng khoán của các công ty công nghệ ở Hoa Kỳ so với là những đợt khủng hoảng như là 1929 87 2008 thì đó là những cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thì các bạn thấy là đây là một cái biểu đồ của 34 ngày đầu tiên khi mà khủng hoảng bắt đầu xảy ra thì ngay lập tức các bạn thấy được là cái đợt khủng hoảng trong năm 2020 này cái cổ phiếu đã đi xuống rất là mạnh Đây là cái chỉ số của Dow Jones Các bạn thấy là xuống 37% so với lại những cái đợt khủng hoảng trước đây Thì không có xuống mạnh như vậy Nhưng mà có rất nhiều điều giống nhau Các bạn thấy được là mỗi một cái đợt khủng hoảng Chúng ta đương nhiên là có một cái đợt đi xuống mạnh Như là các bạn thấy là năm 1929 so với lại năm 2020 Hay là chúng ta thấy những đợt khủng hoảng như là năm 2008 nhưng mà sau cái đợt đi xuống mạnh đó thì các bạn thấy là hầu như lúc nào chúng ta cũng có một cái đợt hồi phục Như là các bạn thấy là năm 1987 Sau khi đi xuống thì chúng ta có một cái đợt hồi phục à, Năm 2008 sau khi đi xuống chúng ta cũng có một cái đợt hồi phục một 1929 thì cũng tương tự các bạn thấy là sau khi mà đi xuống chúng ta có một cái cuộc hồi phục Và đương nhiên năm 2020 này chúng ta lại có cái sự hồi phục rất là mạnh trong vòng 2 tuần vừa qua Nhưng mà sau cái hồi phục thì các bạn thấy là trong những đợt khủng hoảng trước đây Thì chúng ta lại có một cái đợt đi xuống kế tiếp chúng ta nhìn kỹ hơn thì các bạn thấy được là năm 1929 sau khi chúng ta có cái đợt hồi phục là 36% sau khi mà chỉ số Dow Jones xuống 40% ngay sau đó chúng ta lại có thêm một đợt đi xuống kế tiếp năm 1987 thì cũng tương tự các bạn thấy là sau cái đợt đi xuống mạnh 36% thì chúng ta có cái đợt tăng trưởng 28% sau đó thị trường lại có một đợt đi xuống kế tiếp năm 2008 các bạn thấy cũng có điều tương tự xảy ra sau khi thị trường xuống 42% thì có cái đợt hồi phục 24% và sau đó thị trường lại đi xuống kế tiếp. Thì câu hỏi bây giờ là năm 2020 này sau khi mà chỉ số Dow Jones xuống 37% hồi phục lại 35% thì bước kế tiếp sẽ ra sao? Nhiều người cho là lịch sử sẽ lặp lại. Chúng ta sẽ thấy cái sự đi xuống trong thời gian tới đây. Nghĩa là bây giờ cái đợt tăng trưởng trong thời gian gần đây là một cái đợt tăng trưởng cho một thị trường bear một thị trường có xu hướng đi xuống. Các bạn nghĩ sao? Thì các bạn hãy comment ở phía dưới video này. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về tình hình của chứng khoán. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới tình hình của Bitcoin thì như thế nào. Nhưng mà trước hết thì có một điều tôi muốn cập nhật với các bạn liên quan tới YouTube thì cái sự quan hệ giữa YouTube và crypto các bạn chắc cũng đã biết. Channel Thuận Capital này đã từng bị xóa hết, rất nhiều video và đã bị strike 2 lần. Đó chính là cuối năm 2019 và không chỉ là channel Thuận Capital mà các bạn thấy là có rất nhiều những channel lớn trong thời gian đó cũng đã bị cái sự tương tự đó chính là có rất nhiều video bị xóa đi và channel bị strike hai lần liên tục và những bài nào mà không đăng về YouTube thì lần đầu tiên các bạn bị strike là các bạn bị một cái gọi là cảnh báo warning các bạn bị thêm một lần nữa là các bạn bị strike lần đầu tiên các bạn bị thêm một lần nữa các bạn là bị strike lần thứ nhì và tới lần thứ ba thì channel sẽ bị xóa vĩnh viễn lần thứ nhất thì các bạn sẽ không được đăng video và không được livestream trong vòng một tuần và rất nhiều channel youtube liên quan tới crypto đã bị cái vấn đề này năm 2019 hồi cuối năm không biết vì lý do gì đột ngột rất nhiều channel bị xóa đi nhiều video và bị rất nhiều strike từ youtube và lúc đó thì đương nhiên cộng đồng đã phân ảnh kịch liệt ở trên Twitter và trên các mạng xã hội và YouTube sau đó đã trả lại hết tất cả video, trong đó cũng có video của Thuần Capital. Đã được trả lời Và cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn không biết được là lý do gì Những video đó bị xóa đi Và Youtube cũng không có trả lời rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra Và cách đây không lâu các bạn cũng đã nhớ là có một cái video của thùng Capital Đột ngột, bị xóa đi Đó là một cái video thường đã làm là hơn một năm trước đây Video liên quan tới Samsung Galaxy S10 Thường cũng đã đăng ở trên Facebook và Twitter Là không biết lý do tại sao Youtube lại đột ngột Xóa video đó và lại cho thùng Capital một cái strike và điều tương tự cũng đã xảy ra với một số những cái channel nhưng mà sau khi mà thường phản ảnh với youtube youtube đã trả lời cái video đó và đã xóa đi cái strike cho nên bây giờ channel vẫn hoạt động như là bình thường nhưng mà một điều khác đã xảy ra trong thời gian gần đây thường vẫn chưa có lưu ý coi, coi điều này có xảy ra đối với Thuần capital hay là không thì bây giờ nhiều người cho là nếu như các bạn làm một cái youtube mà trên cái title để cái chữ Bitcoin thì sẽ bị shadow ban. Shadow ban nghĩa là sao? Shadow ban có nghĩa là cái video đó sau khi mà được đăng lên trên YouTube thì cũng như là nhiều video khác sẽ có cái lượt xem rất là nhiều trong thời gian mấy tiếng đồng hồ đầu tiên Nhưng mà sau đó thì đột ngột cái video đó cái lượng view đi xuống rất là mạnh Có rất nhiều những channel đã nói về vấn đề này các bạn thấy là có nhiều dẫn chứng đưa ra Là các video sau khi đăng thì có số lượng người xem lớn tại vì nhiều người subscribe thì họ có những cái thông báo họ vô coi Nhưng mà sau đó thì cái lượt xem đã đi xuống rất là mạnh Và cũng đã xảy ra với channel của Alex Saunders Và channel của The Moon Và những cái video mà có cái chữ Bitcoin đó Thì bây giờ là nhiều người nói là sau khi mà đăng thì YouTube không có giới thiệu cái video đó cho tất cả những người khác xem các bạn thấy là mỗi lần các bạn xem video thì ở bên góc bên tay phải thì có một cái mục gọi là recommended hay là giới thiệu thì thường thường các bạn xem một video thì những video tương tự sẽ được giới thiệu thì cái video liên quan tới Bitcoin sẽ không được giới thiệu và ngay cả Alexander nói là nếu như mà lên trên YouTube tìm kiếm cái tên của channel cộng với lại cái tên của video đó thì cũng không có hiện lên có nghĩa là video đó đã bị ẩn bởi YouTube và bị ẩn khoảng chừng là 12 tiếng đồng hồ Sau đó thì video đó mới bắt đầu là hiện lên trở lại Thì lý do tại sao mà Youtube có những cái hiện tượng, có những cái hành động như vậy đối với lại crypto Nhiều người thì cho là tại vì Youtube không thích crypto hay là tại vì crypto cạnh tranh với Youtube về một lý do nào đó Thường không nghĩ như vậy, tôi nghĩ là cái vấn đề lớn nhất mà Youtube đang phải đối đầu đó chính là cái áp lực từ pháp lý sự thật là trên YouTube có rất nhiều những cái video lường gạt mà sử dụng crypto Đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì nữa các bạn cũng đã thấy là bây giờ có rất nhiều những cái livestream Có hình của Elon Musk của công ty Tesla hay là có hình uh, của những người lãnh đạo trong crypto Như là các bạn thấy là hình của Jason Sun của đồng Tron hay là chúng ta thấy hình của Brad House, của công ty Ripple nhưng mà những cái livestream đó đều là cái livestream giả họ lấy những cái video đã được thâu lại trước đây họ đăng lên sau đó thì họ để là các bạn à, gửi tiền tới cái ví này sau đó sẽ có người gửi tiền lại cho các bạn và dưới comment thì có rất nhiều người comment là chúng tôi đang nhận được tiền chúng tôi nhận được tiền khiến cho nhiều người fomo và gửi tiền vào cái ví đó và họ đã lường ra được rất nhiều tiền và vì cái lý do đó là youtube phải tạo ra một cái filter một cái chương trình lọc để mà lọc những cái video mà họ nghĩ là lường gạt và thường nghĩ là trong cái cách mà họ tạo ra chương trình lọc đó có rất nhiều những cái video crypto bình thường hay là những cái channel mà chỉ cung cấp tài liệu như là channel của thùng capital đã bị kẹt ở trong cái cách mà họ filter cho nên nó dẫn tới việc shadow banning này Bây giờ có rất nhiều người đang phản ảnh với lại YouTube. Tôi hy vọng là YouTube sẽ có cách để mà giải quyết trong thời gian tới đây. Và thường sẽ có nhiều video cập nhật với các bạn về tình hình YouTube cũng như là trong tương lai channel Thuận Capital này sẽ đăng video ở những nơi nào. Điều kế tiếp Thuận nói với các bạn đó chính là liên quan tới một cuộc phỏng vấn của tỷ phú Mike Novogratz về cái tình hình của Bitcoin. Thì cái cuộc phỏng vấn này cũng không có dài. Đây là cuộc phỏng vấn ở trên đài CNBC, CNBC Closing Bell. Thì các bạn thấy là Mike Novarax như những bạn nào mà không rành thì Mike Novarax là một cái tỷ phú à, Trước đây là đầu tư trên phố wall, đầu tư vào thị trường tài chính truyền thống Và sau này chỉ đầu tư chuyên về crypto Và các bạn thấy là Mike Novarax đã mua cái số lượng Ethereum rất là lớn khi mà Ethereum mới ra đời Và cuối cùng đã kiếm được vài tỷ đô la tại vì Ethereum giá đã tăng lên rất là nhiều và Mike Novoraz trong tay cũng nắm giữ rất nhiều Bitcoin. Thì trong cuộc phỏng vấn này, Mike Novoraz đương nhiên là nói tới cái hiện tượng Bitcoin halving sắp sẽ xảy ra là còn đúng 7 ngày nữa là sẽ xảy ra. Và Mike Noboros nói là lý do mà cái Bitcoin tăng trưởng trong thời gian gần đây bây giờ là 9.311 đô là phần lớn là liên quan tới cái FOMO của những người mà đang trông chờ cái hiện tượng Bitcoin halving này. Và Mike Noboros nói là xa hơn nữa khi mà chúng ta không chỉ nói riêng về hiện tượng halving thì Mike Novorat có lòng tin rất là vững chắc về cái giá trị tương lai của Bitcoin và một trong những điều làm cho Mike Novorat rất là tin tưởng về giá tương lai của Bitcoin đó chính là việc là các chính phủ khắp nơi và ở Hoa Kỳ thì chúng ta nói tới cục dự trữ liên bang đã in ra rất nhiều tiền để mà đối đầu với dịch bệnh và các bạn thấy được là cái số tiền in ra thì nhiều như vậy mà bây giờ là các nền kinh tế sản xuất không có nhiều các bạn cũng có thể nghĩ được là tiền in ra thì nhiều nhưng mà sản lượng thì không có nhiều như là trước đây thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ dẫn tới việc là lạm phát. Cho nên lạm phát là một điều mà sẽ khiến cho giá Bitcoin có cái sự tăng trưởng. Thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là Mike Namoras nói thì Tôi thấy là cũng có phần đúng. Một trong những điều mà được tranh cãi trong thời gian gần đây mà thuận nghe rất nhiều liên quan tới những nhà đầu tư và những người mà chuyên nghiên cứu về tài chính đó chính là cái sự kiện liên quan đến dịch bệnh này sẽ dẫn tới lạm phát hay là giảm phát. Đây là một điều mà đang được tranh cãi rất nhiều. Thì nhiều người cho là không phải là lạm phát mà là giảm phát. Tuy là tiền in rất là nhiều nhưng mà tiêu thụ không nhiều thì sẽ dẫn tới giảm phát chứ không phải là lạm phát. Thì để hiểu đơn giản các bạn thấy được là bây giờ thì có rất nhiều người là không có tiêu thụ hàng hóa như là trước đây. Các bạn thấy được là nhất là trong vòng 2 tháng qua thì mọi người phần lớn đều ở trong nhà. Người ta không có đi chơi như là trước đây, người ta không có đi mall, không có đi xem phim như là trước đây. Thì cái nguồn tiêu thụ giảm xuống nghĩa là cái nguồn cầu giảm xuống mà nguồn cung vẫn giữ nguyên. Thì sẽ dẫn tới là giá cả đi xuống gọi là giảm phát. Và ngược lại nếu như mà cái nguồn cung giữ nguyên mà nguồn cầu tăng lên thì sẽ dẫn tới là lạm phát. Thì thường nghĩ là cả hai điều đúng. Thực sự mà nói là không phải là sau này một là lạm phát hay là giảm phát mà hai điều này cũng đều có thể là xảy ra trong quy trình bệnh này. Có nghĩa là trong thời gian tới đây thì các bạn hoàn toàn có thể thấy được là có một số sản phẩm có thể là giá cả sẽ đi xuống tại vì nguồn tiêu thụ thông báo cao họ phải giảm giá để mà có người tiêu thụ hàng hóa của họ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong khi mà tiền được in ra rất nhiều từ các chính phủ từ cục dự trữ liên bang ở hoa kỳ để mà bơm vào trong thị trường nhưng mà giảm phát vẫn có thể là một điều sẽ xảy ra nhưng mà sau khi mà thị trường hồi phục lại sau khi mà mọi người bắt đầu là thích nghi lại với đời cuộc sống bình thường 3 tháng sau 6 tháng sau một năm sau thì các bạn nghĩ là cái số tiền được in ra để mà bơm vào trong thị trường đưa cho công ty đưa cho người dân thì cái số tiền đó sẽ đi đâu ngoại trừ là cũng bị giữ liên bang hay là các chính phủ có cách để mà thu lại cái số tiền đó thì nghĩ là cái số tiền đó sẽ đi vào trong thị trường tiêu thụ hàng hóa sản phẩm và sẽ dẫn đến lạm phát. Và nếu như các bạn nhìn vào Bitcoin như là một loại tài sản tương đương với là vàng thì nếu như mà lạm phát xảy ra thì giá cả sẽ tăng lên. Đó chính là điều mà Maynoras rất là tin tưởng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đây là những gì mà tôi muốn nói với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPEX và sàn Bybit tham gia sàn NFX bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của Thuật Capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Ba sàn này, Starbucks, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế. Nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ, các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này. Và ngoại trừ các video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn